Chào mừng các em đến với kênh thầy Linh. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 43 đến trang 46. Bài 2 thơ 4 chữ, 5 chữ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi văn bản mẹ của Đỗ Trung Lai. Thì yêu cầu cần đạt đối với bài 2 này đó là các em sẽ nhận biết được một số cái yếu tố hình thức của thơ 4 chữ, 5 chữ, số tiếng ở mỗi dòng, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ và những cái suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua bài thơ. Phân tích được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ. Bước đầu làm được bài thơ 4 chữ, 5 chữ, viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ 4 chữ, 5 chữ, trao đổi được về một số vấn đề. Yêu thương những người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. Về phần kiến thức ngữ văn thì các em cần nắm rõ một thơ 4 chữ, 5 chữ. Thì thơ 4 chữ tức là thể thơ theo đó mỗi dòng có 4 chữ. Tức là 4 chữ, 4 tiếng. Rồi các dòng thơ ở trong bài thì thường được ngắt nhịp là nhịp 22 hoặc là nhịp 13. Ví dụ như là nhịp 13 thì các em có khổ thơ: cao ngày càng cao, mẹ ngày càng thấp, cao gần với trời, mẹ thì gần với đất, Đỗ Trung Lai. Thì các em thấy khổ thơ này được ngắt nhịp theo nhịp 1-3. Rồi thơ 5 chữ. Thơ 5 chữ là thể thơ theo đó mỗi dòng có 5 chữ hoặc là 5 tiếng. Tức là 5 chữ ở đây là 5 tiếng. Rồi các dòng thơ ở trong bài thì thường là ngắt nhịp là 3-2 hoặc là 2-3. Thậm chí ngắt nhịp 1-4 hoặc là 4-1. Ví dụ như nhịp 23 và 32. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua, Vũ Đình Liên. Còn các dòng ở cùng một khổ thơ trong bài thơ không nhất thiết là phải ngắt nhịp giống nhau. Bài thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ thì có thể gieo vần chân, vần được gieo ở cuối dòng thơ. Vần lưng thì vần được gieo ở giữa dòng thơ. Vần liền là vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ. Còn vần cách là vần không được gieo liên tiếp mà thường cắt ra một dòng thơ. Hay là vần hỗn hợp là vần được gieo không theo một trật tự nào. Bài thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ có thể có nhiều vần. Thứ hai đó là trải nghiệm trong cuộc sống và việc đọc hiểu thơ. Thì cùng đọc một bài thơ nhưng mỗi người đọc có thể có những cái cách hiểu và sự cảm nhận khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì cái việc hiểu cái văn bản còn phụ thuộc vào cái trình độ, hoàn cảnh và đặc biệt là những gì người đọc đã trực tiếp chứng kiến, đã làm và trải qua. Ví dụ như những em đã từng có lần xa nhà, vắng mẹ, từng chứng kiến nỗi vất vả, lo lắng của mẹ đối với mình. Thì khi đọc bài thơ mẹ của Đỗ Trung Lai thì sẽ thấy xúc động thấm thía hơn trước cái nỗi lòng của nhà thơ. Cũng như vậy, nếu có những cái kỷ niệm khó quên, có cái tình cảm sâu nặng với ông bà, thì khi đọc một bài thơ, khi đọc bài thơ Tiếng Gà Trưa thì sẽ thấy rung động sâu sắc hơn trước cái tình cảm thiêng liêng, cao quý và chân thành mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã dành cho người bà của mình. Tiếp theo là đọc hiểu văn bản 1, mẹ Đỗ Trung Lai. Thì trước khi đọc thì các em cần chuẩn bị đó là chúng ta sẽ xem lại cái phần kiến thức ngữ văn để mà vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Thì khi đọc một bài thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ thì các em cần chú ý những gì? Các em cần chú ý đó là bài thơ thì được chia làm mấy khổ, rồi vần ở trong bài được gieo như thế nào, các dòng thơ được ngắt nhịp ra sao. Bài thơ viết về ai và về điều gì? Ai là người đang bày tỏ cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ trong bài thơ? Bài thơ có những cái từ ngữ và biện pháp nghệ thuật nào đặc sắc, tác dụng của chúng là gì? Thì ở đây có chú thích ở đây: nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh năm 1950, quê ở Hà Nội. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Tiếp theo, đó là chúng ta sẽ kể tên một số bài thơ 4 chữ mà em đã học hoặc là đã đọc. Đọc trước bài thơ mẹ, tìm hiểu thêm về thông tin tác giả Đỗ Trung Lai.
Thì mỗi khi nghĩ về mẹ thì em thường có cảm xúc gì? Hãy chia sẻ cảm xúc đó với các bạn. Như vậy ở phần chuẩn bị này các em cần nắm rõ đây. Thứ nhất đó là bài thơ. Bài thơ được chia làm mấy khổ ở đây? Bài thơ được chia làm mấy khổ? Vần trong bài thơ được gieo như thế nào? Các dòng thơ được nhắc nhở ra sao? Thì bài thơ thì thường được chia làm 5 khổ. Vần trong bài thơ được gieo theo phần chân cách. Rồi các dòng thơ thì được ngắt nhịp 22, 13, 121. Rồi tiếp theo, bài thơ viết về ai và về điều gì? Ai là người đang bày tỏ cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ trong bài thơ? Thì bài thơ viết về người mẹ và về điều mẹ đã già, khiến người con cảm thấy buồn thương. Người đang bày tỏ cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ trong bài thơ là chủ thể trữ tình. Ở đây là tác giả. Bài thơ có những cái từ ngữ và biện pháp nghệ thuật nào đặc sắc? Tác dụng của chúng là gì? Thì bài thơ có những cái từ ngữ đặc sắc như câu gần với rời, mẹ thì gần đất, một miếng cau khô, khô gầy như mẹ, mây bay về xa. Thì các biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong bài thơ đó là so sánh, khoáng dụ, nói giảm, nói tránh, câu hỏi tu từ. Tác dụng của chúng đó là nhằm tăng cái sức gợi cảm, gợi hình cho diễn đạt, tạo cái ấn tượng với người đọc về cái cảm xúc hình ảnh trong tác phẩm. Tiếp theo số 4, ngoài bài thơ lượm của Tố Hữu đã học ở lớp 6 thì em còn biết thêm bài thơ bốn chữ nào khác không? Đọc trước bài thơ mẹ, tìm hiểu thêm về tác giả Đỗ Trung Lai. Thì ngoài bài thơ lượm thì chúng ta còn có các bài thơ bốn chữ như là Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, Đồng dao mùa xuân của Nguyễn Khoa Điềm. Rồi đôi nét về nhà thơ Đỗ Trung Lai. Thì Đỗ Trung Lai sinh năm 1950 tại xã Phục Xá, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Đây là thành phố Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là hội viên nhà Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1991. Ông tốt nghiệp khoa vật lý Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà thơ Đỗ Trung Lai từng là giáo viên trường văn hóa quân đội, phóng viên, rồi phó trưởng phòng báo quân đội nhân dân cuối tuần. Ngoài làm thơ, làm báo, Đỗ Trung Lai còn vẽ tranh. Ông được nhận giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng năm 1994 với tập thơ Đêm sông cầu. Rồi tiếp theo số 5, mỗi khi nghĩ về mẹ em thường có cảm xúc gì? Hãy chia sẻ cảm xúc đó với các bạn. Thì có thể đó là những cảm xúc như sau. Mẹ là người yêu em nhất trên cuộc đời này. Từ bé tới giờ mẹ luôn là người quan tâm, lo lắng cho em. Đặc biệt mẹ luôn yêu thương em một cách vô điều kiện vì tình yêu mẹ dành cho em. Nên em cảm thấy rất hạnh phúc và luôn biết ơn, cũng như yêu quý tự hào về mẹ. Rồi tiếp theo là đọc hiểu, số 2 nhỏ đọc hiểu. Lưng mẹ cầm rồi, câu thì vẫn thẳng, câu ngọn xanh rờn, mẹ đầu bạc trắng. Câu ngày càng cao, mẹ ngày một thấp, câu gần với rời, mẹ thì gần đất. Ngày con còn bé, câu mẹ bổ tư, giờ câu bổ tám, mẹ còn ngại to. Một miếng cau khô, khô gầy như mẹ, con nâng trên tay, không cầm được lệ. Ngẩn hỏi rời vậy, sao mẹ ta già, không một lời đáp, máy bay về xa. Đêm sông cầu, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội 2003. Như vậy thì các em sẽ đọc bài thơ và các em chú ý những cái câu hỏi trong phần đọc hiểu này. Thì các em sẽ trả lời những câu hỏi đọc hiểu như sau. Câu thứ nhất đó là
Các từ ngữ nói về mẹ và cao ở khổ thơ 1 và khổ thơ 2 có mối quan hệ với nhau thế nào về nghĩa? Thì các em đọc kỹ hai khổ thơ đầu, chú ý các từ ngữ miêu tả mối quan hệ của mẹ và cao. Thì chúng ta thấy các từ ngữ nói về mẹ và cao ở khổ thơ 1 và 2 có mối quan hệ đối lập với nhau về nghĩa. Lưng mẹ thì còng, đối lập với cao thì thẳng. Cao thì ngọn xanh rờn, đối lập với mẹ là đầu bạc trắng. Cao ngày càng cao, thì cao thì đối lập với mẹ ngày một thấp. Cao gần rời thì đối lập với mẹ gần đất. Tiếp theo câu 2. Dòng 18 dùng để hỏi hay là bộc lộ cảm xúc? Thì chúng ta đọc kỹ câu thơ để xác định. Thì dòng 18 dùng để bộc lộ cảm xúc. Rồi tiếp theo câu hỏi cuối bài 1. Qua bài thơ mẹ, chỉ ra đặc điểm của thể thơ 4 chữ thể hiện ở các yếu tố, số tiếng và nhịp ở các dòng thơ vành của bài thơ. Thì các em đọc kỹ bài thơ xem lại đặc điểm của thể thơ 4 chữ để trả lời câu hỏi này. Thì đặc điểm của thể thơ 4 chữ qua bài thơ mẹ ở các yếu tố đó là số tiếng ở các dòng thơ là 4, các dòng thơ được ngắt nhịp 22 hoặc là 13, gieo vần chân, tức là ở chữ cuối cùng của câu văn 2, của câu 2 vần với chữ cuối cùng của câu 4 trong mỗi khổ. Tiếp theo câu 2, bài thơ mẹ là lời của ai, bộc lộ cảm xúc gì, nêu cảm nhận chung của em sau khi đọc bài thơ. Thì các em đọc kỹ bài thơ xác định nhân vật trữ tình và cảm xúc ở trong bài. Thì chúng ta thấy là bài thơ là lời của người con, bộc lộ cảm xúc xót xa thương cảm khi thấy mẹ ngày một già đi, tuổi cao sức yếu, không còn khỏe mạnh minh mẫn như ngày xưa. Cảm nhận chung sau khi đọc bài thơ, xót thương, xót xa thương cảm trước hình ảnh gầy guộc, già nua của người mẹ theo năm tháng. Tiếp theo câu 3, chỉ ra những cái từ ngữ được tác giả dùng để nói về mẹ và cao ở trong bài thơ. Để thể hiện cái hình tượng mẹ và cao thì tác giả đã sử dụng những cái biện pháp tu từ nào, hãy chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ đó. Thì các em đọc kỹ bài thơ và tìm ra các từ ngữ dùng để nói về mẹ và cao, rồi xác định cái biện pháp tu từ và chỉ ra tác dụng của chúng. Như vậy, những cái từ ngữ được tác giả dùng để nói về mẹ và cao trong bài thơ: mẹ thì còng, đầu bạc trắng, thấp gần đất. Còn cao thì thẳng, ngọn xanh rờn, cao gần với trời. Để thể hiện cái hình tượng mẹ và cao thì tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ. Thứ nhất đó là tương phản đối lập, là còng thẳng, xanh rờn, mặt trắng, cao thấp, rời đất. Thì tác dụng là tạo ra những cái hình ảnh trái ngược nhau giữa mẹ và cao, để làm nổi bật cái hình ảnh người mẹ đang già đi theo năm tháng. Biện pháp thứ hai đó là so sánh. Một miếng cao khô, khô gầy như mẹ, gợi lên cái hình ảnh già nua héo hắt của người mẹ. Tác dụng thể hiện cái tình cảm nâng niu kính trọng, hòa lẫn xót xa cay đắng, thương cho tuổi già của mẹ, con nâng trên tay không cầm được lệ. Biện pháp tu từ thứ ba đó là câu hỏi tu từ. Sao mẹ ta già? Tác dụng thể hiện cái tâm trạng bần thần xót xa của người con khi thấy tuổi già của mẹ kéo dài đến ngày một gần. Chứng kiến mẹ ngày một gầy mòn héo hắt, con không khỏi buồn thương. Tiếp theo câu 4, chỉ ra và phân tích các từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm của người con dành cho mẹ ở hai khổ thơ cuối bài. Thì các em đọc kỹ đoạn trích bài thơ, chúng ta chú ý các câu thơ
bộc lộ cảm xúc của người con. Thì các câu thơ thể hiện tình cảm của người con dành cho mẹ đó là: một miếng cau khô khô gầy như mẹ, con nâng trên tay, không cầm được lệ. Thì hai chữ nâng và cầm đều chỉ cái động thái của tình cảm. Nếu như hành động nâng thể hiện sự nâng niu kính trọng với mẹ, thì cầm là hành động dồn nén cảm xúc xót xa cay đắng của người con. Hai dòng cuối bài thơ, câu hỏi vọng lại vào hư không và không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn trống vắng. Không ai trả lời được vì sao mẹ già, cũng không ai ngăn được guồng quay của thời gian tàn nhẫn. Hình ảnh mây bay về xa cũng giống như mái tóc mẹ bạc hòa cùng với mây trắng trên cao. Tiếp theo câu 5, trong số hình ảnh được tác giả dùng để khắc họa người mẹ, em có ấn tượng sâu sắc nhất với hình ảnh nào, tại sao? Thì các em hãy liên hệ thực tế gia đình của mình. Các em đọc kỹ bài thơ, các em hãy chọn cái hình ảnh để lại cho em cái ấn tượng sâu sắc nhất. Như vậy, ở trong bài thơ, một số hình ảnh được tác giả dùng để khắc họa hình tượng người mẹ. Hình ảnh đó là hình ảnh miếng cau khô, khô gầy như mẹ, để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Hình ảnh người mẹ hao gầy được ví như miếng cau khô, cho thấy sự vất vả hy sinh suốt một đời người. Tất cả gợi lên những cái tình cảm thân thương, quen thuộc để ta dễ dàng cảm thông và thấu hiểu cho mẹ, thương cho tuổi già của mẹ. Tiếp theo câu 6, quan sát người thân trong gia đình của mình qua năm tháng, em thấy người thân có những thay đổi như thế nào? Em có cảm xúc gì khi nhận ra những thay đổi ấy? Thì các em sẽ liên hệ thực tế của gia đình mình, và các em sẽ quan sát một người thân nào đó trong gia đình của mình qua năm tháng, thì em thấy có người thân đó có những thay đổi như thế nào và em có những cái cảm xúc gì khi nhận ra những thay đổi ấy? Thì ở đây cô ví dụ, qua năm tháng em thấy tóc mẹ lại có thêm nhiều sợi bạc, ở khóe mắt bắt đầu xuất hiện những cái vết chân chim, mắt mẹ cũng không còn tinh nhạy như hồi em còn bé, giờ mẹ phải nhờ em soi chỉ. Nhận ra tuổi tác của mẹ ngày một lớn lên theo năm tháng, em thấy thương mẹ vì đã luôn vất vả tạo tần chăm lo vun vén cho em, cho cả gia đình. Biết ơn mẹ, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thành tài để sau này trở thành công nhân có ích, chăm sóc cho mẹ và khiến mẹ tự hào. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, các em thấy dễ hiểu, hãy nhấn nút sách và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.